Let's hit it.
thêm một tí nữa đi. Đấy, ở Thêm đâu? hai đấy đấy. Đi cẩn thận nha. Đi về sớm nha.
ตับเป็นออฟโฟนไปต้มกินยำอ่ะอันนี้นะมันมันดงจ้ะđây mày, đây mày chân kia, mày theo gán đấy, rồi gán kia, gán kịp cái gì đây, đâu đúng gán. Nấu cái củ này ngon mà. Vậy hơn cả đây. Rồi chọn khúc bé, khúc này nào nghi nè. Mà có bao nhiêu đó? Có đủ tiền không? Tôm 5.000, khúc bé 5.000 nhá. Để hết đi. Nấu với cánh ngon mà.
kia có kia. Có cái kia cơ nhỉ. Cái dấu ấy. Dấu không mang về à? Không. Ừ. Thôi kia đi. Không được. Đây lá ở kia. Này nó già. Già đấy, này nó khô rồi. Này nó. Còn lên. Mày cây gần chắc được. Các bà cù đấy. Ui, đi cẩn thận có sao? Không, để cho nó. À, đây. À, nha. Cái này bắt đầu. Cái này bướt. Nhìn không? Nên mà. Cái này mình rửa chứ. Anh mình bấm chứ nhỉ? Cái này không biết không? Ở đây rửa mà, ở đây rửa được. Ừ. Phải lấy một con dao không? Con dao không cho vào đây đâu. Ừ. Ở kia có. Ừ. Nhiều không? Ít thôi. Không phải ra nhiều như mọi khi rồi. Đi cẩn thận vào. Yeah.
Lấy đừng có cho nó rách quá nhé. Ok. Bên đây có. Có nhiều lắm. Trên kia có rồi. Lấy đi. Cẩn thận nhá. Okay. Okay. Cao quá không lấy được thôi. Wow, come. Ui, to thật.
rồi. Bây giờ à? Thế về đây đi. Đây nên bán rồi. Đây là 30 à? Đây là 30 rồi á? Anh ở nhà chặn tí lợn nhé. Thank you.
phơi ban để hoa ra để ăn. Thiếu một vạch nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhiều người mua thật. Mệt không? Mệt lắm. Ủa không mệt đi. Mệt không? Mình để anh chăm sóc cho.
đi cái này nhá. Bây giờ mới thấy này, mày chết một đợt rồi. Này chặt chặt ra có nhớ chặt nhá. Không chặt cái này nó cuốn ở cây nó không nên đâu. Chặt đi. Nên chặt lại tí. Chặt biết. Leo nó làm ngọn cây mỏng hết rồi. Cái này giống như chết đấy nhỉ? Chết đâu, cái đấy là ở dưới nó không có ánh sáng ấy, nó héo phần dưới ấy.
này đó. Nhiều đấy. Đầu đầu anh giờ cắt mới nhìn đẹp trai thế. Nhiều suối. Cây lớn này đấy, cây tre lớn nhất, 3-5 em vừa mới quen nhau mà, vừa mới quen nhau nhưng mà cây này em trồng á. Em giỏi thật, bọn mình mà được. Anh dạ. Cô gái tuyệt vời, anh thật may mắn. Chặn được, chặn được. Thì chặn mấy cây nứa kia không kìa. Nó đè hết mấy cái cây ở trên kia. Hôm nào đã muộn rồi. Chỗ này mà là không có gì thì có nên chỗ này là một cái nhà to thích thật. Cây sắp đổ rồi. À, đừng. Thôi đi về thôi nhỉ. Đi về.
đây. Đây này. Trong này ra. Phải đi lấy thêm củi đấy. Lạnh rồi. Lạnh luôn nhỉ. Về nhà. Còn hổ ấy, còn đâu. Con rửa chân à? Không. Thấy con lợn con kêu ở đó. Con kêu đó, con chó kêu.
quên không nhớ quên ạ.